Ui. Nó to. Rách cả máy quay. Rách rồi. To bằng cái tay. Điện thoại mày làm cái lộn gì? Phía đang vịnh với nhau. Phía đang vịnh với nhau. Anh mang cả quan đi, anh em mà lỏng biết biết thì bảo anh nhá. Dạ vâng, em ra cổ. Bảo là hai đội không em đi. Anh em ơi, ngày mai anh lỏng biết biết, anh mang cả quan đi nhá. Ok anh ơi. MMO Cup ngày định đoạt đã điểm. Những lượt trận đấu loại trực tiếp đã diễn ra. Và giờ đây những sai lầm sẽ không còn thời điểm để sửa sai được nữa. Mọi pha bóng đều sẽ phải được giữ ở sự tập trung cao nhất. Mọi bước chạy đều sẽ mang đến tính chất quan trọng nhất. Và tất cả đều hướng chúng ta đến màn đo sức giữa WinMedia và LoL Entertainment. Hai đội bóng đã thể hiện cực kỳ ấn tượng trong khuôn khổ vòng bảng. Để rồi giờ đây họ sẽ cùng nhau bước vào những lượt trận tứ kết với niềm hy vọng trở thành một trong bốn đội mạnh nhất của giải đấu. Một cuộc chạm trán không khoan nhượng, đó sẽ là thông điệp được đưa ra đối với WinMedia. Đội bóng hoàn hảo hoàn tất 3 trận đấu vòng bảng của mình một cách hoàn hảo với 3 trận toàn thắng. Trong khi đó với LoL Entertainment, họ với bản lĩnh của mình cũng đã xuất sắc lách qua khe cửa hẹp để đến với vòng đấu tứ kết này. Và chắc chắn chặng hành trình của họ không ai muốn phải dừng lại ở đây cả. Tiếng còi để bắt đầu trận đấu của trọng tài điều khiển chính cũng đã vang lên. Và hiệp 1 màn đấu sức giữa WinMedia và LoL Entertainment chính thức được diễn ra. Ở trong hiệp 1 của trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ WinMedia sẽ ra sân với bộ trang phục áo màu da cam, quần đen. Và họ là những người bảo vệ khung thành ở phía bên tay phải màn ảnh. Trong khi đó thì LoL Entertainment sẽ ra sân trong bộ trang phục áo màu nâu, quần đen. Và họ sẽ chấn giữ khung thành ở phía bên tay trái trong quãng thời gian của hiệp đấu đầu tiên. Với tính chất của một trận đấu vô cùng quan trọng thì ngày hôm nay đang có những cầu thủ trụ cột được cái bóng đưa ra. Đối với LoL Entertainment, đội ngõ vẫn rất quen thuộc, số 23 trong khung thành là thủ môn Trần Ngan. Ở phía trên có số 10 Vũ Ngọc Duy, số 11 Nguyễn Văn Tiến, số 18 Phùng Huy Nam, số 19 Phạm Văn Vịnh, số 88 Nguyễn Quang Vinh và cuối cùng là số 99 Nguyễn Đức Tài. Trong khi đó thì ở phía đối diện với WinMedia, sau trận đấu thủ tục nơi mà cao thủ WinMedia đưa ra sân tương đối nhiều những thủ dự bị, thì ngày hôm nay một hình chính với rất nhiều những cái tên đáng chú ý đã được góp mặt. Chúng ta có thể kể đến sự góp mặt của thủ môn mang áo số 3 Trần Văn Thiệu, một cái tên đã có thi đấu cực tốt ở giải đấu lần này. Ngoài ra còn có 6 cầu thủ ở tuyến trên, bao gồm số 8 tiền vệ Đỗ Tuấn Ảnh, số 9 đội trưởng Nguyễn Trọng Đạt, số 10 Trần Nhật Minh, số 15 là Phạm Phúc Phúc Búa, số 31 Bùi Văn Quang và cuối cùng là số 27 Lê Văn An Anthony. Quả đá biên sẽ được dành cho các cầu thủ của WinMedia. Quyết định phóng an toàn của Nhật Minh. Đây là Văn Vịnh. Đường truyền của Văn Vịnh. Trọng Đạt. Đạt đã đưa bóng đi sửa lưng người đồng đội. Lấy bóng khá tốt. Trọng Khê không vào. Những phút thi đấu đầu tiên của trận đấu và cái đội hiểu rằng đây là một màn đọ sức mang tính chất cực kỳ quan trọng. Những sự thận trọng đang là điều được mang đến đối với cách chơi và với hệ thống chiến thuật của cả WinMedia lẫn LoL Entertainment.
Pha phất bóng dài của thủ môn bên phía Win Media. Văn Thiệu là một người gác đền có khả năng chơi sân rất tốt. Ở xuyên suốt giải đấu lần này thì chúng ta cũng đã được nhìn thấy một đoàn phòng ngự rất chắc chắn được Win Media dựng lên. Đây là tình huống mất bóng của các cầu thủ Lloyd Entertainment. Và đó là cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu. Cú đá đến từ chân của Lê Văn An, người mà chúng ta còn được biết đến với tên gọi là Tony. Pha lấy bóng rất nhanh và cú dứt điểm đầy quyết đoán. Nhưng chiếc bóng vừa rồi đã đi trên con dọc và ngay lập tức là câu trả lời của Lloyd Entertainment. Những lời chào hỏi đầu tiên đã được cả Lloyd Entertainment lẫn cao thủ Win Media đưa đến với trận đấu này. Và tất cả đều sẽ hướng chúng ta về một màn đọ sức cực kỳ bùng nổ và đáng chờ đợi. Nơi mà mọi diễn biến đều sẽ chờ đợi, đều sẽ vẫn còn ở phía trước. Tranh chấp tốt của các cầu thủ bên phía Lloyd Entertainment. Với việc Lloyd đã phải xuống trời ở những lượt trận hạng dưới thì Lloyd Entertainment giờ đây sẽ mang đến những niềm hy vọng rất lớn dành cho nhà lò. Đức Tài, người đang có bóng trong chân đó là Quang Vinh. Đường chuyền dài đã bị cắt bởi Đỗ Tuấn Anh. Phúc Búa. Mình đá nhưng mà đừng lỏng quá, lỏng quá dễ bị đau. Về những thành tích ở hàng công thì chúng ta đang thấy những sự cân bằng đối với Lloyd Entertainment và Win Media. Lúc này thì Win Media ghi cho mình 9 bàn thắng, trong khi đó thì hàng công của Lloyd Entertainment cho thấy thành tích nhỉnh hơn với 10 bàn. Tuy nhiên thì ở hệ thống phòng ngự của cao thủ Lloyd Entertainment cũng đã phải nhận tới 10 bàn thua. Còn Win Media mới chỉ có 3 lần phải vào lưới nhận bóng mà thôi. Và lúc này thì Win Media cũng đang là phòng ngự tốt thứ hai ở giải đấu, chỉ sau An Group. Quả vợt không thành công của cao thủ Lloyd Entertainment. Ở khuôn khổ vòng bảng thì Win Media đã thống lĩnh hoàn toàn khuôn khổ bảng A. Họ có được chiến thắng trước ba đối thủ lần lượt là Victory Creative Media, là TDC Group, và vào trận đấu diễn ra buổi chiều ngày hôm qua thì Win Media cũng đã kết thúc vòng bảng một cách hoàn hảo với chiến thắng chung cuộc trước Enjoy Hub. Một trận đấu mà rất nhiều sự thử nghiệm đã được Win Media triển khai. Trong khi đó thì đối với Lloyd Entertainment, đây là đội bóng xếp nhì tại bảng B. Trong ngày ra quân thì họ nhận phải một thất bại rất đậm với tỷ số lên tới 5-1 trước đội bóng nhất bảng B là Vietconnect. Vì vậy thì những sự trở lại đã dần xuất hiện, những nét tươi mới dần hiện diện. Và điều đó là cứu cánh giúp cho cao thủ Lloyd Entertainment lách qua khe cửa hẹp. Những nỗ lực phòng ngự kiên cường và rất đáng khen ngợi của Lloyd Entertainment. Hai cú đá liên tiếp được thực hiện bên phía Win Media, nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để hàng thủ bên phía Lloyd Entertainment có thể bị khuất phục. Khu vòng bảng thì sau ngày ra quân thất bại với tỷ số là 1-5 thì Lloyd Entertainment cũng đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ khi họ cầm hòa
trong một màn rượt đuổi tỷ số với S-Connect Football. Và tiếp tục ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, họ giành thắng đậm 4-0 trước Úc Bảo vào buổi chiều ngày hôm qua. Và qua đó giúp cao thủ London Simon vượt trội về hiệu số trước cao thủ S-Connect để giành tấm vé vào đến lượt trận tứ kết, lượt đấu cho 8 đội bóng mạnh nhất giải. MLU Group 2024 của chúng ta cho thấy sự lớn mạnh khi mà quy mô của giải đấu đang được mở rộng so với những mùa giải từng được tổ chức trước đây. Năm nay thì MLU Group miền Bắc sẽ là một sân khấu quy tụ màn trình diễn của 16 tập thể, được chia đều vào 4 bảng đấu với mỗi bảng 4 đội. Sau những lượt trận vòng bảng thì hai đội bóng dẫn đầu mỗi bảng sẽ tiến đến những lượt trận dành cho các đội bóng hạng trên. Trong khi đó thì hai đội đứng thứ 3 và thứ 4 của mỗi bảng đấu sẽ bước đến những lượt trận tứ kết của các đội bóng hạng dưới. Và những diễn biến mà chúng ta đang theo dõi giữa đội nhất bảng A và nhì bảng B đang là những diễn biến không khoan nhượng tại trận đấu bán kết 1 trong khuôn khổ của lượt trên hạng trên. Ném bóng lên dành cho các cầu thủ của Queen Media. 10 phút đầu tiên trôi qua và cài đội vẫn đang mang đến một sự cân bằng. Trọng tài xác định đó sẽ chỉ là một tình huống đá phạt góc dành cho các cầu thủ của Queen Media. Đối với các cầu thủ London Simon trong ngày hôm nay thì họ có sự góp mặt của một cầu thủ rất đáng chú ý, đó là Phạm Văn Vịnh, cầu thủ áo số 19. Tình huống này thì Văn Vịnh đang là chân sút tốt nhất trong đội hình của London Simon với 3 lần lập công. Trong khi đó thì như vậy là đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ của Queen Media. Một tình huống đầy bất ngờ và Trọng Đạt là người điền tên mình lên bảng tỷ số. Bước ngoặt đầu tiên trong trận đấu đã đến và những người được hưởng niềm vui đó là Queen Media. 1-0, ánh sáng đã thắp lên trong những con mắt của các cầu thủ Queen Media. Trong khi đó thì giờ đây London Simon sẽ phải gánh chịu những sức ép để dồn cao đội hình và mang đến những sức ép ngược lại và hy vọng có được bàn thắng vào khung thành của phòng ngự cực kỳ chắc chắn bên phía Queen Media. Những cầu thủ như là Phạm Văn Vịnh mặc áo số 19 và Phùng Huy Nam áo số 18 ngày hôm nay sẽ là những niềm hy vọng chính trên hàng công của London Simon. Hai cầu thủ đều đã có được hai pha lập công. Trong khi đó thì đối với Queen Media, họ cũng đón chào sự trở lại của Bùi Văn Quang, một cầu thủ quan trọng và lúc này đã có được hai bàn. Tiếp tục sẽ là một quả đá phạt góc. Bóng được trả về. Sút xa, khá nguy hiểm. Và là chân thuộc về vị trí của Quang Vinh. Quang Vinh. Văn Vinh. Cắt bóng khá tốt. Sẽ có thêm một quả đá biên dành về đối với Queen Media. Chống bổng.
không có khó khăn đối với khung thành của Trần Đình An và những người đồng đội. Phúc Búa để mất bóng. Huy Nam. Vinh Tré. Bóng trở lại với Huy Nam. Được chuyền khá tốt. Khoảng trống để tung ra cú đá. Và vừa rồi thì thủ môn Trần Văn Thiệu cũng đã làm việc đầy tập trung. Đường vào. Tuyến Hải. Văn Vịnh. Được chuyền không tốt của Văn Vịnh. Và bây giờ thì Guinea sẽ có thêm một cơ hội để lên bóng. Đáng tiếc là trọng đạt đã không đủ khả năng để che chắn trước sức trẻ đến từ Đức Tài. Huy Nam. Được chuyền có đồ Huy Nam nhưng nó đã bị Hồng Phúc bắt lại. Sau đó là một sợi dây liên kết được tạo nên từ Bùi Quang cùng với Trọng Đạt. Tuy vậy thì ở phía trên, Trọng Đạt đã không đủ sự chính xác và gọn gàng để nhận lấy trái bóng. Quang Vinh. Bóng đến chân của Văn Vịnh. Lúc này thì Văn Vịnh đã được đẩy sang để thi đấu ở hành lang cánh phải. Chọn để thi đấu ở hành lang cánh trái đường tấn công của Winmin của Lloyd Gentleman. Trọng Đạt băng vào, không có một từ đánh đầu. Winmedia đang đòi một quả đá phạt. Khi họ cho rằng vừa rồi thì Trọng Đạt đã bị phạm lỗi, nhưng quyết định của trọng tài là một cái xua tay. Quang Vinh. Tốc độ rất tốt. 2-0 dành cho Guinea. Với đó là cú đúp của Trọng Đạt. Người đội trưởng của Guinea đang tỏ ra quá bén. Trong khi đó thì hàng phòng ngự của Lloyd Gentleman mặc dù đã cố gắng để cầm bóng và triển khai tấn công, nhưng họ lại đang mắc phải những sai lầm chết người. Hai không. Cách biệt giờ đây được nhân đôi đối với cao thủ Winmedia. Và đối với Lloyd Gentleman thì khó khăn theo đó cũng sẽ nhận x2. Trong 3 trận đấu trước thì Trọng Đạt không tỏ ra thực sự quá có duyên với những tình huống làm bàn. Tuy nhiên thì ngày hôm nay khi được huấn luyện viên Huy Mô tin tưởng và xếp đá chính ngay từ đầu, cùng với đó là đeo lên tay tấm băng đội trưởng và trọng trách gánh vác đội bóng, thì Trọng Đạt lập tức cho thấy giá trị của mình. Khi mà chỉ trong khoảng một nửa thời gian thi đấu đầu tiên của hiệp 1, tiền đạo Mao Du Chín đã có cho mình được một cú đúp, qua đó giúp cho cao thủ Guinea lúc này đang có những lợi thế tương đối tốt với 2 bàn thắng vượt lên. Quả đá biên. Cú sút không thể được thực hiện. Không vào. Đức Tài rất cố gắng để tung ra được cú đá. Và công bằng mà nói thì pha xử lý vừa rồi của Đức Tài cũng là rất đáng khen ngợi. Quang Vinh. Bóng trở lại với chân của số 88, Quang Vinh. Quang Vinh không vào. Văn Thiệu tiếp tục cho thấy giá trị của mình. Bóng đã chơi hết đường biên ngang. Văn Vinh. Đây là Đức Tài. Đình An. Sau khi phải nhận 2 bàn vượt lên
thì lúc này các cầu thủ Lon Chelmon đang cố gắng kiểm soát bóng để gây ra những sức ép về phía khung thành đối thủ. Sẽ có thêm một quả đá biên dành cho Lon Chelmon. Đức Tài. Quan Vịnh. Vinh Tré. Trở lại với Quang Vinh. Lại là đường bóng hướng đến Văn Vịnh. Văn Vịnh đang trở thành trái tim và được coi là nhịp sống trong cách triển khai bóng và sơ đồ chiến thuật của các cầu thủ bên phía Lo Entertainment. Huy Nam. Bóng trở lại với quyền kiểm soát của Win Media. Chạy chấp cực kỳ quyết liệt. Đó là những pha bóng mà Huy Nam và Quốc Cường đã trực tiếp va chạm và đã trực tiếp có với nhau. Những pha tranh chấp không khoan nhượng. Quang Vinh. Bóng hướng sang là cánh trái. Lại là Quang Vinh. Mở cánh thoáng. Làm gì? Vẫn đang là Lloyd Chamberlain. Họ đang rất cố gắng đẩy cao nhịp độ tấn công. Bây giờ đây ai cũng hiểu, chỉ có một bàn thắng rút ngắn tỷ số mới có thể trở thành một liều thuốc để giúp cho các cầu thủ Lloyd Chamberlain trở nên dễ đá hơn trong khoảng thời gian còn lại. Một bàn thắng không chỉ rút ngắn cách biệt về mặt điểm số trên bảng điện tử mà nó cũng sẽ trở thành một liều doping giàu sức nặng về mặt tinh thần để giúp cho sự tự tin trở lại trên những đôi chân của các tuyển thủ Lloyd Chamberlain. Trọng Đạt vẫn đang là khả năng che chắn bóng rất tốt. Có Quốc Cường ở tuyến này. Quốc Cường. Quang Vinh. Cú đá cuối cùng vẫn chưa thể được thực hiện. Huy Nam. Ở giải đấu lần này thì Huy Nam giống như Văn Vịnh cũng đã có được 3 bàn thắng. Vừa rồi là những khoảng trống, những cú đá không được tạo ra. Lại là Quang Vinh, bóng vẫn còn. Quang Vinh. Tuyến hay. Sau cùng thì cú đá đã đưa bóng đi chênh cột dọc khung thành. Anthony, vẫn đang là Anthony. Anthony. Pha xử lý vẫn không thành công của Lê Văn An. Đức Tài. Đây là Huy Nam. Đức Tài lại nhận bóng. Sau đó là một đường chuyền hỏng của cầu thủ Mao số 99. Cú sút không được. Huy Nam. Phóng đầy sự thách thức.
rất may dành cho cầu thủ Lawrence Entertainment khi mà sau cùng thì Trần Đình An vẫn kiểm soát được tình hình phía trong vòng cấm. Quả đá biên sẽ dành cho đội bóng áo màu nâu. Nỗ lực thoát đi, Đức Tài. Và xử lý tốt của Đức Tài nhưng anh gặp khó khi mà trước mặt có tới hai cái bóng áo vàng. Huy Nam. Đây là Đức Tài. Lại là Huy Nam. Trọng Đạt. Hiệp 1 của trận đấu chỉ còn khoảng chừng 5 phút nữa sẽ chính thức khép lại. Và tỷ số lúc này vẫn đang là 2-0 với một lợi thế thuộc về Win Media. Sẽ có sự điều chỉnh về mặt nhân sự được đưa ra bên phía Lone Entertainment với người rời sân là Vũ Ngọc Duy. Người sẽ thay thế cho Ngọc Duy sẽ là Vũ Công Hưng, sự góp mặt mang áo số 30. Huy Nam, Đức Tài, đường truyền cho Văn Vịnh. Đức Tài. Quang Vinh rất hay. Quang Vinh không vào. Bóng đã được trúng xa ga khung thành sau những tình huống đập nhà rất tốt của các cầu thủ bên phía Lawrence Entertainment. Họ thực hiện những tình huống chuyền bóng ở phần sân nhà để kéo giãn hệ thống phòng ngự bên phía Win Media. Và khi nhận thấy thời cơ xuất hiện, một đường bóng được đưa vào trung lộ và sau đó là một quả nhả quá đẹp. Quang Vinh vừa rồi cũng đã tung ra tình huống đặt lòng không thể gọn gàng hơn. Nhưng đáng tiếc là vận may vẫn chưa đứng về các cầu thủ Lawrence Entertainment khi xa ngang đã trở thành hung thần, khiến cho đội bóng áo màu nâu chưa thể tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Huy Nam. Bóng trở lại với chân của Đức Tài. Khá mạo hiểm. Trọng Đạt. Nhưng Trọng Đạt không đủ tốc độ khi đối mặt với anh, làm Đức Tài quá nhanh nhẹn. Đức Tài. Hay là cánh của Huy Nam. Huy Nam được chuyển hơi khó và Huy Nam đã không thể khống chế bóng. Đánh đầu. Lê Văn An. Khoảng trống, Văn Quang không vào. Một tình huống mà những thời cơ rất rộng đã mở ra phía trước mặt của Bùi Văn Quang. Nếu như đó là một pha bóng mà Văn Quang cầu toàn hơn, một pha bóng mà Văn An cho rằng Văn Quang cẩn trọng hơn, anh hoàn toàn có thể khống chế bóng và sau đó là tung ra một pha quang trần. Điều đó sẽ mở ra một cơ hội rõ ràng hơn rất nhiều đối với cao thủ của Win Media. Bóng bất ngờ tìm đến Văn Quang ở một vị trí thuận lợi. Nhưng pha bóng đã bị cầu thủ Mã Số 1 bỏ lỡ. Quang Vinh.
chính xác thì đây là Văn Vịnh. Vịnh Bè. Đức Tài. Một chuyển hợp lý của Đức Tài. Anthony. Trọng Đạt có bóng. Đã có tình huống để bóng chạm tay. Và trọng tài cắt còi để thổi cho Lloyd Entertainment được hưởng một quả đá phạt lên. Đây đã là những diễn biến của phút đấu chính thức cuối cùng trong hiệp 1 của trận đấu. Win Media vẫn đang giữ khá tốt những lợi thế mà mình giành được trong nửa đầu tiên, 15 phút đầu tiên với một cú đúp của Trọng Đạt. Văn Vịnh rất hay. Văn Vịnh qua được cầu thủ thứ 3 của Lord Entertainment và trọng tài đã cắt còi trong tình huống truy cản. Người vừa phạm lỗi đối với Văn Vịnh đó là cầu thủ mà số 37. Đức Tài. Là cánh trái đang có Quang Vinh. Đức Tài sút xa. Bóng bị cản lại bởi Trần Nhật Minh. Một quyền đá phạt góc sẽ thuộc về Lloyd Entertainment. Sẽ có một quả đá phạt dành cho Win Media với tình huống chạy chấp cao chân vừa rồi. Quả đá phạt với cự ly rơi vào khoảng hơn 15m. Và đứng trước bóng đang là một chuyên gia cố định của Win Media, đó là Bùi Văn Quang. Bùi Văn Quang. Lần này cú đá là quá cao và tình huống vừa rồi cũng đã là điểm kết để khép lại những diễn biến trong hiệp 1 màn áo sức giữa Win Media và cao thủ Lloyd Entertainment. Quý khán giả thân mến, những bàn thắng đã xuất hiện và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến trong hiệp đấu thứ hai, nơi mà cả Lloyd Media và Win Media, Lloyd Entertainment và Win Media đều sẽ cần phải thực sự cố gắng để hoàn tất mục tiêu của mình trong ngày hôm nay.
Sau 30 phút đầu tiên với lợi thế vượt lên dẫn trước 2 bàn, tạm thời nghiêng về Win Media. Giờ đây Lon Gentlemen bị lâm vào thế khó, và trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, họ đã luôn biết cách để vượt lên trong mùa giải lần này. Nhưng liệu rằng trong lượt trận tứ kết, những bản lĩnh đó sẽ còn có thể được lặp lại hay không? Câu trả lời sẽ đến trong 3 phút tiếp theo ở hiệp đấu này, nơi mà Win Media và Lon Gentlemen sẽ cùng nhau quyết chiến và cùng nhau cố gắng để hoàn thành những mục tiêu của riêng mình. Công bằng mà nói, ở trong hiệp 1 của trận đấu thì Win Media và Lon Gentlemen đã có những màn trình diễn tương đối cân bằng. Một thế trận đầy hứng khởi, cởi mở và mang tính chuyên môn rất cao đã được thể hiện. Tuy nhiên thì những sai lầm này phòng ngự đang trở thành một điểm yếu. Một điểm yếu chết người khiến cho cao thủ Lon Gentlemen bị đưa vào thế khó khi họ phải rượt đuổi Win Media. Nhưng không sao, mọi chuyện vẫn còn ở phía trước. Sẽ còn 30 phút nữa để các cầu thủ Lon Gentlemen lật được thế cờ, giống với những gì họ từng làm được trong khuôn khổ vòng bảng, nơi mà chiến thắng 4-0 ở lượt trận vào buổi chiều ngày hôm qua đã trở thành một liều thuốc và đã trở thành một cứu cánh giúp cho các cầu thủ Lon Gentlemen mở ra cánh cửa tiến tới vòng đấu dành cho 8 đội bóng mạnh nhất. Quang Vinh, bóng đến trên Đức Tài, lại là Quang Vinh. Sút xa, cú đá khá tốt. Như vậy là tấm thẻ vàng đã được trọng tài rút ra, và đó là thẻ dành cho Phạm Văn Vịnh, cầu thủ quan trọng nhất trong lối đá của Lon Gentlemen đã phải nhận thẻ. Và trong những phút sắp tới thì chàng tiền vệ mang áo số 19 sẽ phải cẩn thận hơn rất nhiều. Thêm một đường chuyền dài. Đình An, đường chuyền hướng đến Đức Tài. Bóng trở lại với chân của cầu thủ số 99 Đức Tài. Quang Vinh. Lon Gentlemen không vội, họ đang cố gắng hoàn thành tốt nhất mọi tình huống mà mình có bóng trong chân, với khả năng phối hợp, khả năng cầm bóng và khả năng kiểm soát thế trận rất ấn tượng, giống với những gì đội bóng áo nâu từng thể hiện được trong 3 trận đấu vòng bảng. Ở trong hiệp 1 thì các cầu thủ Lon Gentlemen cũng đã một lần đưa bóng đập trúng vào xà ngang. Nếu phòng đó thành bàn thì chúng ta rõ ràng là chưa biết chuyện gì đã có thể xảy ra. Tình huống đấu vào rất nguy hiểm của Lon Gentlemen. Một bài đánh đáng để họ triển khai nhiều hơn nữa. Trong khi đó thì vừa rồi cũng là một sự cảnh tỉnh khiến hàng phòng ngự của Win Media phải tập trung hơn. Nhưng quãng thời gian đầu của hiệp đấu luôn là thời điểm cực kỳ nhạy cảm, và đặc biệt là với Win Media, đội bóng này đang dành rất nhiều sự tập trung trong những phút đầu của hiệp đấu thứ hai cho hệ thống phòng ngự của mình. Trong khoảng 5 phút đầu tiên của hiệp hai, nếu như các cầu thủ Win Media phải nhận bàn thua thì điều đó sẽ vô tình khiến cho hiệp đấu thứ hai của họ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, khi mà Lon Media khoảng cách chỉ còn là một bàn và họ sẽ đẩy cao sức ép. Công Hưng, và khống chế không thành công. Trọng Đạt, vừa đang là nỗ lực che chắn của tiền đạo Mao Su Chín, ném bóng lên rất nhanh. Quay, đây là Văn Vịnh. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ của Lon Gentlemen. Tuyến hai của Đức Tài. Đức Tài, khoảng trống cho Đức Tài. Siêu phẩm được thực hiện bởi chân của vệ mang áo số 99. Và đó là bàn thắng để thắp lại những niềm hy vọng cho Lon Gentlemen. Quá man nhăn. Một quả đá phạt góc, bóng được trả về đến chân của Đức Tài.
Đức Tài xử lý rất gọn và sau đó là một cú nã Đại Bác. Một cú nã Đại Bác khiến cho khung gỗ của các cầu thủ Guinea phải rung chuyển. Bóng chạm xà ngang và sau đó bật vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Văn Thiệu, người đã góp phần công lớn giúp cho Guinea lúc này là hàng thủ tốt thứ hai ở giải đấu. 1-2 và trận đấu của chúng ta đã có thêm những dư vị. Đỗ Tuấn Anh, cú sút xa của Tuấn Anh, bóng rất căng nhưng không trúng đích. Ngay lập tức thì sự điều chỉnh về mặt nhân sự cũng đã được các cầu thủ của Guinea đưa ra. Người vào sân chính là ngôi sao sáng giờ nhất của họ, Huy Mô. Và người sẽ nhường lại vị trí cho Lê Quang Huy, đó sẽ là Đỗ Tuấn Anh. Quang Huy, bóng được trả về đối với Đức Tài, rất tốt. Sau cùng là cú đá của Công Hưng. Đường bóng bổng đã không thể tìm đến những vệ tinh ở tuyến trên. Huy Nam, bóng tìm đến Quang Vinh. Đây là Đức Tài. Quang Vinh, Đình An. Khi mà Lomia đang triển khai tấn công với một hệ thống và với một sự đồng bộ để kéo giãn phòng ngự của Guinea thì ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Huy Mô đang chỉ đạo các học trò của mình dàn hai hàng ngang ở khu vực sân nhà để có thể giữ cự ly đội hình một cách tốt nhất. Quang Huy là một hậu vệ phải có khả năng dứt điểm từ xa rất tốt và có nhãn quan chiến thuật cũng như là khả năng tạo ra những sự đột biến. Với việc đưa Huy Mô vào sân thì các cầu thủ của Guinea cũng có thêm những niềm hy vọng. Huy Mô, quả đá biên sẽ dành cho các cầu thủ của Guinea. Đường vào ở tầm thấp của Huy Mô, cú sút không được. Sẽ có quả ném bóng lên dành cho Lord Gentleman. Quang Vinh, Đức Tài. Lôi ra trên mình, lôi đá bò đang dựa nhiều vào khả năng lôi chuyển vị trí liên tục. Sẽ tiếp tục là những sự điều chỉnh về mặt nhân sự được đưa ra dành cho Lôi ra trên mình. Khi mà Vũ Đức Lộc đã sẵn sàng vào sân và người sẽ nhường lại vị trí cho Đức Lộc, đó là Nguyễn Văn Tiến. Đức Tài, bóng vứt trong chân của Lord Gentleman, pha thoát quỷ rất tốt. Cú đá sau cuối của Quang Vinh đã đưa bóng đi tương đối thiếu chính xác. Đây
mở biên thoáng. Đức Tài. Bóng trở lại với chân của thủ mao số 99. Huy Nam. Những diễn biến cực kỳ căng thẳng, nơi mà cả Lon Gentleman và Queen Media vẫn đang trình diễn một cuộc đấu căng não. Rõ ràng là không có sự khoan nhượng. Những sai lầm đã khiến cho đội phòng ngự của Lon Gentleman phải trả giá, nhưng công của họ vẫn đang hoạt động một cách khá tốt. Và thành quả là bàn thắng để rút ngắn tỷ số trong những quãng thời gian đầu của đấu thứ hai. Đức Tài. Quang Vinh. Tình huống đi bóng không thành công của Vinh Chóe. Huy Mô sẽ thực hiện quả đá biên. Thêm một tình huống nữa mà Win Media được hưởng về một quả cố định từ hành lang biên phải, và người game vẫn sẽ là Quang Huy. Khai nhưng không thể có được cú đá quyết định. Quang Vinh, đường chuyền tốt của Quang Vinh, nhưng pha khống chế bóng sau đó của Văn Vịnh lại chưa thể mang đến những sự gọn gàng. Quang Vinh. Đình An. Đức Tài. Lại là Đình An. Trận đấu vẫn đang mang đến một chất lượng chuyên môn là rất cao. Có lẽ là kể từ đầu giải tính đến lúc này thì không có nhiều những màn đối đầu mà chất lượng chuyên môn được đẩy lên cao đến như vậy. Những tính toán chiến thuật là điều được nhìn thấy rõ đối với ban huấn luyện của cả hai đội bóng. Cánh phải và vẫn sẽ là Huy Mô. Đó có lẽ là một ý đồ sút bóng qua rào của Quang Huy. Quang Vinh được truyền cho Đức Tài. Đức Tài, Quang Vinh và Huy Nam vẫn đang tạo thành một bộ ba ở tuyến dưới. Trong khi đó thì Văn Vịnh trở thành điểm liên kết để bơm trái bóng lên hai tiền đạo. Đó chính là khối hình đang được Lloyd Entertainment triển khai. Lại một đường truyền hỏng. Rất may là Win Media cũng không quá sẵn sàng cho những áp lực. Đá phạt, sẽ có đá phạt dành cho Lloyd Entertainment.
quả đá phạt và cự ly không phải là quá xa. Góc sút không thực sự quá rộng nhưng ở một điểm đặt bóng như thế này thì nó cũng sẽ mang đến những khả năng về một tình huống phối hợp. Tuyến hai, cú đá chưa thể được thực hiện. Lo Nhật Thiên Bình đưa ra thêm sự điều chỉnh với người rời sân là Phạm Văn Vịnh. Văn Vịnh đã phải nhận một tấm thẻ vàng và ban huấn luyện đã đưa cầu thủ áo số 9 rời sân, người sẽ vào sân để thay cho Phạm Văn Vịnh, người được coi là nguồn sống của Lomia, đó là cầu thủ áo số 10 Vũ Ngọc Duy. Huy Nam. Quang Vinh. Thời gian vẫn đang dần trôi và những diễn biến còn lại của đấu là không nhiều. Khoảng hơn một nửa thời gian của hiệp đấu thứ hai đã trôi qua. Các cầu thủ Lon trên mình gỡ được một bàn. Nhưng đây là một thời cơ quá nguy hiểm. Lại là những sai số trong những đường chuyền ở phần sân nhà của Lon trên mình. Một điều đã cứa vào tay của họ. Lon Nhật Thiên Bình đang cầm bóng nhiều và chủ trương triển khai bóng từ phần sân nhà. Những điều tiên quyết để thực hiện lối đá này đó sẽ phải là sự chính xác. Sự chính xác sẽ phải được đề cao khi mà bên phía của Guinea đã đưa vào sân Huy Mô, một cầu thủ cực kỳ đẳng cấp. Thời gian chỉ còn khoảng hơn 10 phút nữa mà thôi. Và những sức ép đang được dành về ban huấn luyện của Lon Nhật Thiên Bình. Nhưng họ sẽ có thời cơ trong phòng này. Pha xử lý không tốt của Hồng Duy nhưng vẫn đang là đội bóng áo màu đầu. Quá người, cú dứt điểm không vào. Quý Nam đứng trên đảo cánh đã bị bắt bay. 3-2 phản công dành cho Quý Media. Trường Biên không được. Đường chuyển ngang vẫn là hơi mạnh đối với đà di chuyển của Trọng Đạt và nó khiến cho tiền đạo số 9 chưa thể mang về cú hat trick trong ngày hôm nay. Quả đá biên sẽ thuộc về Lon Thiên Bình. Đường chuyền của Đức Tài sang lên cánh phải. Quang Vinh. Lại là Đức Tài. Ngọc Duy. Ngọc Duy. Đình An. Đức Tài. Đường chuyền tốt của thủ môn Đình An. Quyền đá biên sẽ giành về với Win Media. Và lại là Huy Mô rất quen thuộc, một chuyên gia trong những tình huống cố định bên cánh phải của Win Media. Lần này là bóng bổng nhưng bóng chưa chạm vào bất cứ một cầu thủ nào. Ta thấy được khả năng áp sát và dứt điểm của Huy Mô là tốt đến như thế nào. Huy Nam. Bóng vẫn thuộc về Lo Dân Thiên Bình. Nhưng đó lại là đường chuyền lỗi. Khi mà thời gian đang dần trôi về những diễn biến cuối cùng thì Win Media lại đang cố gắng để dồn đến những sức ép ngay từ phần sân nhà, khiến cho Lo Entertainment gặp khó để triển khai bóng lên. Và điều đó khiến cho những tình huống chuyền hỏng của Lo Entertainment đang xuất hiện nhiều hơn trên mặt cỏ của sân bóng Thành Công. Lại là Huy Mô. Huy Mô áp sát quá hay. Yeah.
Cú đá không thành công. Lên bóng tốt là cánh trái có Đức Tài. Đức Tài, và đó là khả năng truy cản của Quốc Cường. Quá kiên cường, quá bản lĩnh. Hàng phòng ngự bên phía Win Media đang được thi đấu đầy kỷ luật. Cú sút ngay, bóng đi hơi cao. Pha ra chân là của Ngọc Duy. Bây giờ thì quả đá phạt sẽ được dành cho các cầu thủ của Win Media. Quả đá phạt ở một cự ly sở trường của Quang Huy. Với khả năng dứt điểm và những giải pháp cố định cực kỳ đa dạng, chúng ta sẽ chờ đợi giải pháp được Huy Mô đưa ra trong tình huống này. Quang Huy rồi, có lẽ là một ý đồ khi mà Lê Quang Huy cố gắng hướng bóng hướng đến cột gần. Tiếp tục sẽ lại có thêm sự điều chỉnh nhân sự nữa của Lon Entertainment. Người được tung vào sân là cầu thủ mang áo số 7, Trần Công Huấn. Một quả đá phạt góc và vẫn sẽ là Quang Huy. Khá nguy hiểm, bóng đi cắt ngang khung thành, cú đá từ xa. Lần này thì người đã ra chân là Nhật Minh. Không kiểm soát bóng nhiều nhưng Win Media vẫn biết cách để khiến cho Lone Entertainment phải giận tóc gáy với những nhịp tấn công nhanh gọn nhưng đầy sức sát thương của mình. Đức Tài. Chuyền không thực sự an toàn. Văn An, bóng mà Văn An có lẽ cũng đá trống lên để giải vây nhiều hơn là một ý đồ chuyền bóng tạo cơ. Sẽ là một quả ném bóng lên dành cho các cầu thủ của Lone Entertainment. Phút thiếu thứ 55 và thời gian còn lại chỉ là 5 phút nữa mà thôi. Quả đá bên lên dành cho các cầu thủ của Win Media.
Lon John Simmons sẽ có thêm một quả đá biên nữa. Thời gian còn lại là không nhiều, họ sẽ cần phải chắc chiu trong từng tình huống bóng. Tiếp tục xe ném bóng lên. Đây là Kim Dương. Ngày hôm nay thì rõ ràng là bất cứ đội bóng nào giành được phần thắng cũng là điều vô cùng xứng đáng. Và bất cứ đội bóng nào bị loại cũng sẽ mang đến những sự tiếc nuối rất lớn. Một trận đấu quá hay với một chất lượng chuyên môn đỉnh cao. Còn khoảng 3 phút nữa cho những diễn biến còn lại, nơi mà các cầu thủ Queen Media vẫn đang nắm giữ lợi thế với một bàn dẫn trước. Quả chiều bông đánh đâu vẫn còn thêm một cú sút nữa của Anthony, nhưng sau cùng thì mọi chuyện đã được giải quyết với Trần Đình An ôm gọn bóng. Đường chuyền lên không thành công là của Văn Đoàn. Tiếp tục là anh từng phối hợp, nhưng vừa rồi thì đường chuyền của Kim Dương đã bị cản lại. Lo Media có thêm một quả đá biên, một thời khắc cực kỳ quan trọng, và đây đã là phút thiếu chính thức cuối cùng. Văn Đoàn. Trở lại với Văn Đoàn. Sức ép của Queen Media vẫn đang là rất lớn để ngăn Lo Entertainment có thể thực hiện những tình huống triển khai bóng từ phần sân nhà. Tình huống xoay người dứt điểm đó là của tiền đạo ma số 9, người đã có cú đúp cho ngày hôm nay, Nguyễn Trọng Đạt. Sẽ là một tiếng bóng lên dành cho các cầu thủ của Queen Media. Đình An cần phải nhanh hơn để đưa bóng vào cuộc. Cội lên bóng dành cho Lon Entertainment. Đó lại là tình huống truy cản của Quốc Cường. Một quả đá biên. Quả đá biên sẽ được dành cho Lon Entertainment. Rồi đang dần khép lại với đội bóng áo đầu. Và đúng lúc này thì trọng tài đã đổi còi để khép lại những diễn biến trong trận tứ kết giữa Queen Media và Lon Entertainment. Một trận đấu quá đơn giản, một thế trận đôi cầu cởi mở. Và đấu khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho Queen Media. Chúng ta sẽ phải nói lời chào tạm biệt với Lon Entertainment ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Nhưng dù sao, với những gì đã thể hiện, họ sẽ vẫn còn có cơ hội cho những loạt trận Serie B dành cho thứ hạng từ 5 đến 8. Quý khán giả sân thân mến, chúng ta sẽ cùng chào tạm biệt nhau tại đây. Nhưng sau đây, ngay lập tức sẽ đến với những trận đấu trong khuôn khổ của lượt trận tiếp theo tứ kết. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.